kiểu là đang phê chụp đang lái làm vài kiểu. Chưa ông ạ, toàn chưa đi, đi toàn chạy khách. Hôm nay thì anh trai lại đưa ông bà về Thái Bình. Hôm nay về Thái Bình chơi. Toàn quê xa. Ông ở Việt Nam? Ở Đông Hưng ạ. Người đi thẳng trước người ta phải nhường đường đúng không? Học luật là phải nhường đường ấy. Ma đấy mình xin vượt rồi. Người xin thì mình cho cho, nhưng mà người đi ngược chiều mình thì đi thẳng thì phải giảm tốc độ chứ.
nhường đường cho người vượt, mẹ thằng kia đi tít kia tấn tới 99 km, lượt thì chạy một một đường, nhưng mà mẹ lái xe là những kiểu kiểu thank you.
sang nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.